Trận đấu này vô cùng quan trọng với tôi, xin anh nhất định phải đến. Sắp đến giờ rồi, anh sẵn sàng chưa? Đến đây. Mau vào đi. Sao rồi? Cha được người hợp tác cùng Kiều Hinh là ai chưa? Trong công ty không có ai biết hết. Xem ra lần này Kiều Hinh chuẩn bị hết cả rồi. Sao vậy? Mới đó đã sợ rồi sao? Không phải mình sợ Kiều Hinh, mà là Quý Hướng Không tới giờ vẫn chưa online đây này. Anh ta sẽ không chọc cậu nữa đó chứ. Ai mà biết. Cái tên Quý Hướng Không này. Alo, lát nữa phải thi đấu rồi. Anh phải bảo vệ em đó. Có biết chưa? Cổ vũ cho anh trước. Đến khi thắng trận sẽ cho anh một bất ngờ. Lục Phong, cậu phải tập luyện thêm về tướng chiến xa hiệp này. Nhưng mà chiến xa hiệp sao mà lắm nhưng vậy? Anh không bảo luyện thì luyện đi. Chắc chắn anh đây đã có sắp xếp. Hôm nay đến đây thôi, chúng ta tan họp. Đi thôi. Anh ta online rồi. Hello, chào mọi người, tôi là Kiều Hinh. Trận biên khai giữa tôi và Khâu Anh sắp bắt đầu rồi. Mong rằng mọi người có thể ủng hộ tôi, cổ vũ cho tôi. Tôi cũng sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người. Mời vào rồi. Cậu xem, bạn chiến Bùi Hy của Kiều Hinh. Ai vậy? Bùi Hy, dương bài của VNG, tay đánh MID hàng đầu trong thế hệ mới. Tay đánh MID mạnh nhất, lần này có kịch hay để xem rồi. Sao cậu còn chưa đi? Xem kịch. Cầm máy tính về hộ tôi. Muốn chơi riêng với bạn gái thì cứ nói thẳng đi. Vậy chắc chắn anh ta rất lợi hại. Anh ấy là thí sinh nặng ký của năm nay. Nhưng mà không sao, VNG từng thua Lì Sen. Yên tâm đi, yên tâm đi. Vậy thì được, vậy thì được. Vậy hôm nay chính là livestream trận BK giữa quán quân và á quân của IQWE Trung Quốc. Cũng là trận chiến giành ghế streamer hàng đầu của Du Tinh. Thả lỏng được căng thẳng. Cố lên, cố lên. Nhất định sẽ đánh bại cô ta. Cố lên. Bắt đầu rồi. Cố lên. Nhiều người như vậy thì cậu phải chạy mau đi. Đây là đuổi đánh cậu đấy. Đang chạy rồi, đang chạy rồi. Đánh lén có phải đàn ông không vậy? Họ đang đuổi giết tận tháp. Quý Hướng Không, anh mau đến cứu tôi đi. Quý Hướng Không, anh đâu rồi? Ngay sau đó làm gì vậy Quý Hướng Không? Quý Hướng Không này đang nghĩ gì vậy? Anh ta gần cậu như vậy nhưng không cứu cậu. Không phải Bùi Hy đánh MID sao? Sao hôm nay lại đi chui? Không, anh này cũng không có gì giỏi cả. Không phải khó lắm. Cô được điểm nhanh quá. Lần cuối để cho tôi đi. Em muốn giành điểm thì đâu phải dựa vào nói miệng. Tôi nhắc nhở cô, Quý Hướng Không này có một biệt danh là cục tay. Chuyện này, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy chứ? Xem ra mình lại chọn sai đội hữu rồi. Không sao đâu, cậu đừng lo, cậu sắp sống lại rồi. Cậu đánh tiếp đi đã. Mình tra cho cậu. Anh Không, anh Không. Sao cậu quay lại rồi? Vừa nãy nghe Dương Bân nói đội trưởng gì anh muốn ký hiệp nghị rồi khỏi giới esports với công ty trong phòng họp. Phải làm sao đây? Anh mau đi xem thử đi.
Lại đánh cậu kìa. Mau chạy đi, chạy đi. Xong rồi, xong rồi. Đừng gấp, đừng gấp. Lại thua rồi. Cậu làm mình hết hồn, nói gì vậy? Mình đọc nhanh cho cậu, cậu mau đọc đi. Quý hướng không, gối thi qua của giải đấu eSports chuyên nghiệp, điểm yếu của Lee Sen, sự hổ thẹn của Ethan Wang Trung Quốc. Cái tên này nổi tiếng là cột tay, các chiến đội tuyến 2 đều không thèm anh ta. Tệ vậy sao? Đúng vậy, mình cũng không biết anh ta bước vào Lee Sen kiểu gì nữa. Treo máy, anh ta lại treo máy. Tên cặn bã quý hướng không. Dù anh ta có treo máy, mình cũng tuyệt đối không thể nhận thua. Mình phải cố lên. Không, anh bao lên. Kiều Hinh đang ở một mình. Cơ hội tốt. Đánh cô ta, đánh cô ta đi. Bây giờ mình qua đây. Đánh, 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 đánh. Mình phải đánh cô ta. Muốn thắng thôi à? Mình nhất định phải thắng. Xong rồi, xong rồi. Bùi Hy lại đuổi đến rồi. Bùi Hy này là cao thủ đánh MID gì chứ? Một tuyển thủ chuyên nghiệp bắt nạt con gái thì có là gì? Mình cá anh ta chắc chắn vô cùng xấu xí. Một tên đàn ông dung tục chưa từng thấy chuyện đời. Đúng, chắc chắn là vậy. Đàn ông trung niên không dám gặp người khác. Cố Phong, cậu ở Lee Sen bao năm nay, tôi thực sự không nỡ để cậu rời khỏi. Cảm ơn sự chiếu cố mọi người dành cho tôi bao năm nay. Những gì tôi có thể làm cho chiến đội đã không nhiều rồi. Tương lai của chiến đội phải trông cậy vào chủ tịch Kim, huấn luyện viên La và quản lý Triệu. Được. Mong rằng cậu có thể nhớ, đây mãi mãi là nhà của cậu. Không được ký. Hướng không, có làm gì vậy? Hiệp nghị bất bình đẳng này chính là để anh mãi mãi rời khỏi giới eSports. Dù anh vì mục đích gì, anh là Cố Phóng, dù rút khỏi đội cũng phải ở lại giới eSports. Cậu Khoa phải lo chuyện này. Quý Hướng không, Cố Phóng bỏ ra tâm ý lớn như vậy, hy sinh nhiều như vậy, chính là để cậu làm chức đội trưởng này. Cậu muốn giở trò nóng giận trẻ con gì ở đây? Nếu chức đội trưởng của tôi được dùng cách này để đổi lấy, tôi thà không làm. Hứa không, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính. Lẽ nào anh không tin em sao? Đương nhiên tôi tin vào thực lực của cậu. Nếu anh đã tin em, vậy thì nghe em nói. Nếu tôi có thể giúp Lee Sen giành chiến thắng trong trận đấu ở bảng mới, các anh phải cho tôi làm đội trưởng. Nếu thua, tôi sẽ rút lui. Quý Hướng không, đừng hành động theo cảm tính. Nói lời phải chịu trách nhiệm đấy. Được, tin cậu. Chứng minh thực lực của bản thân. Đây chính là khí phách người làm đội trưởng nên có. Livestream hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự theo dõi của mọi người. Chúng ta hẹn gặp lại trong lần livestream tiếp theo. Bye bye. Tức chết mình rồi. Người gì vậy không biết? Cái gì vậy không biết? Đều tại tên Quý Hướng không đó. Nếu không phải anh ta treo máy, chúng ta cũng không thua đến nỗi thảm như vậy. Vấn đề ở đây là khi anh ta chưa treo máy cũng không thèm lo cho mình. Không được. Nếu không giằng mặt anh ta còn tưởng chúng ta dễ ăn hiếp. Y, cậu đi đâu vậy? Mình đi đánh anh ta. Mình đi.